Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Thì mọi người ơi, hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở chợ cá gần nhà Quỳnh nha. Và hôm nay thì cũng lâu lắm rồi Quỳnh mới đi lại. Bây giờ thì mời mọi người cùng đi chợ cá chung với Quỳnh để mình coi có hải sản gì tươi ngon thì mình sẽ mua về. Hôm nay mình sẽ chén nha mọi người. Ok, mời mọi người cùng đi với Quỳnh nha. Ở dưới cái tay của Quỳnh đây thì là một cái thứ rất là quen thuộc luôn, hay còn gọi là cái thùng đá kéo nha mọi người. Rồi, mình sẽ đi nha. Đó, xe người ta để ở ngoài rất là nhiều nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi nha. Anh xã Quỳnh với Sa đang đứng ở phía bên trong này nè. Rồi Sa, nè, Sa kéo đây. Ok, kéo đi. Rồi đi. Hôm nay thì nó không còn ngồi trong cái xe nhỏ nữa nha mọi người. Bãi đổ xe cho nên con đi cẩn thận nha Sa. Rồi mình sẽ đi vô trong nha mọi người. Thì cái chợ này á, thông thường á, thì người ta sẽ bán vào mỗi ngày, nhưng mà người ta đã bán cho sỉ nha. Còn nếu mà hả muốn mua lẻ là người ta chỉ bán một ngày duy nhất, là bữa sáng thứ bảy thôi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong ha. Thì buổi sáng thứ bảy thì mọi người mua lẻ thì có thể đến đây mua nha. Và nó bán rất là nhiều thứ mọi người. Đó nói là chợ thì nó bán tùm lum hết á. Nó bán đồ khô, đồ nước, rồi nó bán thịt cá, hải sản đủ thứ hết luôn. Bên đây thì nó bán đồ khô nha. Rồi mình không có mua đồ khô thì mình đi vòng qua phía bên đây. Đó, người ta bán hàng ở bên Việt Nam, người ta bán hàng ở Nhật mọi người cũng thấy. Người ta cũng rau y chang như là bên Việt Nam mình vậy đó. Mốt tọa chị. Trời ơi, đông lắm mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ bước qua cái khu này, hay còn gọi là cái khu hải sản nha mọi người. Đó, mọi người thấy khu hải sản đây không? Đây, khu hải sản. Lâu lắm rồi mình mới đi lại cái khu hải sản bên này nha. Rồi mình sẽ bước vô mình coi nha mọi người. Đó, cá quá trời luôn mọi người. Trời ơi, nguyên một con cá bơn siêu to khổng lồ luôn mọi người. Cá thùng thùng không? Ở Nhật người ta mê cá lắm mọi người, người ta mua nhà người ta làm sashimi á. Bởi vì người ta rất là mê cá luôn. Wow, cái dĩa bên này bán nhiều quá nè mọi người. Ôi, mực tươi ghê luôn mọi người. Trời ơi, có cái mực này mọi người ơi. Ngon ghê chưa? Nó tươi mà nó sáng rồi luôn, nó tươi mà nó bóng luôn mọi người. Tươi hẳn hẳn, tươi bóng luôn á. Này. Wow, con hào siêu to khổng lồ luôn. Thêm bên đây là có con hải sâm đó nha mọi người. Đó, hải sâm. Bên đây thì là có mực nè. Mực người ta cắt sẵn luôn. Trời ơi, có con mực người ta đang cắt mọi người thấy không? Nó bự ghê không mọi người? Đây, để cái tay Quỳnh vô mọi người thấy không? Mực quá sao bự luôn. Cá hồi. Bên đây thì có sashimi người ta cắt sẵn người ta bán nha mọi người. Nó ngon quá. Wow. Nguyên một con cá hồi nha mọi người. Cái này nguyên một con cá hồi người ta cắt sẵn rồi luôn. Bên đây thì có mấy cái máy cắt người ta đang cắt nè. Có cái chú ở trong này, chú đang chuẩn bị cắt cái miếng maguro nha mấy người. Ở Nhật mấy con cá hồng nha mọi người, người ta rất là thích luôn. Mà nó rất là mắc nha mọi người. Cá hồng. Trời ơi, có mực nang bự ghê mọi người. Mực nang siêu to luôn. Bên đây thì là mực ống siêu dài luôn.
khúc bên đây thì coi như là hết chợ rồi nha. Dòng ngược lại như thế này. Bên đây luôn thì người ta bán đồ có sẵn ha. Nãy giờ anh xã Quỳnh đi kiếm cho Quỳnh nè cái trứng có mấy lòng nha mọi người, mà kiếm không ra. Ồ. Hay hay da cười cười hả? Bên đây thì bán là trứng cá hồi nha. Trứng cá hồi với lại là sang không? Donna ta bê rơ. Cô đấy. Ôi xì. Cái này cũng ngon nè. Hỏi cô coi. Xê sàng. Cô đây nè, y dở. Y chim máy. Cái này là lươn nướng nha mọi người. Ừ, unagi. Hai. Y chim máy này gai xí mát đi. Hai. Hai hai. Hả? San nó khẩu. San nó tập bê tải. Rồi cô bỏ vô hộp cho San là sao ơi. Arigato gozaimasu. Hai. 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 Rồi mua được phần cuốn sa trước rồi nha mọi người. Đây thì người ta bán là này trứng cá hồi nha mọi người. Trứng cá hồi. Wow. Bên đây thì bán cá không à. Oni-san, kore no tako no motto dekai aru? Tako. Tako no dekai yatsu wa uchitta kochi da. Ah, so. De sore no ikko onegai shimasu. Kore ne. Hai. Onegai shimasu. お願いします。いくらですか？2600円。あ、はい、お願いします。かわいい。はい。うん。そう、かわいいか。はい。レシートもらえますか？レシート。Ở đây thì có con mực rất là nhỏ xíu nha mọi người. Mực này rất là ngon luôn, chỉ có vào tháng 4 hàng năm thôi. Rồi, mua được một cái rau bạch tuộc bự nha. Nè, mình sẽ cho vô luôn. Ăn cái con hàu khổng lồ này nha mọi người ơi. Đây, mọi người coi có con hàu khổng lồ nè mọi người. Cầm vô là hết cái bàn tay luôn nha. Iyo, hai. Sambiki. Onegaishimasu. Kore mo ireru iyo. Hai. À, to quá. Kore sambiki onegaishimasu. Sambiki. Kore takeyo. 5300 kg. いくら ?5 キロ4800円かな?3 匹いいよ。お姉さん、お姉さんだったね、高いなんで買うの chú nói tại sao Quỳnh mua cái đồ mắc dữ vậy? Rồi mình mua 3 cái con ốc sắn của Nhật nha mọi người. 3 ốc sắn. Đây mà 1000 yên chỉ có một cái đây được đó. Này. Cái này gọi là xà huyết của Nhật nha mọi người. Sambiki negashimasu. Sang. Hai sang cổ. Cái này xà huyết của Nhật nha mọi người. まだ赤貝が入る。大丈夫だよ。美味しそうなの選んでんだよ。サンビキ. Wow. Ở bên trong đây thì nó có là bạch tuộc con nha mọi người. Bạch tuộc con phía trong đây. Hai. À, to no.
cô ra nói cô lấy thêm một miếng cá hồi nữa nha mọi người. Hai cô đeo này gai xin mát mà đã hay đi hai hai cô đeo mốt sashimi salmon hai sô đẹp お願いします。刺身サーモンが458。はい。はい、ありがとうございました。あ、今日は湯桶じゃ運ろ。lỡ mua bên kia cái con chân bạch tuộc mà hả nó hơi nhỏ hơn mọi người. Thôi để lần sau mình mua bên đây. Đi một vòng như vậy mà không thấy mọi người ơi. Đây. À, một thùng đường nhóc luôn mọi người. Rồi. Rồi, bây giờ anh xã Quỳnh sẽ trả tiền. Hai okane hà rau vô. Rồi. Con này chi sai nó được rồi nè. Hai. Rồi, anh xã Quỳnh sẽ trả tiền luôn nha. Chân tôi tự điều rồi. Cái cậu. Okane tốt cho đời. Arigato gozaimasu. Đi về nha mọi người ơi. Mua được một ít mỗi loại một ít 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 mình ăn. Cho có vị nha mọi người. Ok, let's go. Wow, sugoi đẹp ơi. Trời ơi mọi người ơi, anh này anh đang cắt á, nguyên một cái con mực siêu to khổng lồ luôn rồi mọi người ơi. Oni san nani mi được nữa. Mushi. À mushi nữa. À so. Anh nói là anh đang lấy cái gọi là hả cái con gọi là, cái con mushi. Anh đang lấy gọi là cái con ở trong bụng mình hay thường thường là cái con lãi rồi mọi người. Thì anh đang rọi để anh bắt cái con lãi nè. Trời ơi cái con mực mà anh đè lên rồi mọi người. Oni san kore hanbai aru? Oni san. Kore ika hanbai aru? Hanbai shinai no. À so. Anh không có bán cái con mực nè mọi người. Mushi to te dou shi? Kore de kai wa yoyaku suru de kiru? Nan de mushi ga haitteru no? Mushi ga あるある どこ見たい全然見ないどこ anh nói con này con mười si mày gấp ra có thấy cái gì ở đâu nè え動く虫ではない trời ơi nó bự ghê luôn mọi người quá xá là con mực bự ok ikimasu xa nữa nhiều chuyện rồi đi ra xa okari ikimasu rồi mấy người Nhật này cũng nhiều chuyện lại coi luôn mọi người. Trời đất ơi, nhiều chuyện giống bà Quỳnh ghê. Ok, mình đi về. Ủa mọi người ơi, mình đi về thôi. Ở bên kia thì Quỳnh chuẩn bị cái lò nướng nha. Bên đây thì là Hảo Quỳnh cho hải sản lên để mà mình cho tất cả vào mình nướng, mình ăn luôn. Trời ơi, hào là mọi người ơi. Con nào con nấy siêu to khổng lồ, nó dày cui luôn. Đó. Rồi Quỳnh sẽ cho tiếp. Ở đây hay còn gọi là... sủi Nhật nha mọi người. Đó, mọi người thấy một con không? Nằm hết gọn trong lòng bàn tay luôn. Mấy cái hải sản này thì Quỳnh đem về Quỳnh rửa hết rồi nha. Giờ mình chắc lên mình nướng thôi. Là hai cái con tôm sú nữ hoàng nha. Mà hôm nay là Quỳnh mua loại nhỏ nè. Quỳnh cho nó vô cái xiên luôn. Để một chút Quỳnh nướng á, thì cho con tôm này nó thẳng ra và nó đẹp hơn nha. Rồi mình xiên nó vô. Hôm nay thì mình ăn mỗi loại một ít thôi nha mọi người. Hết xếp ra. Cái này nó nằm giữa nha. Hai con để ra mày nha. Ok. Cho hải sản vô. Rồi Quỳnh nướng ở 200 độ trong vòng 13 phút. Hôm nay Quỳnh làm nước mắm luôn nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là 2 muỗng đường trước. Quỳnh cho tiếp vào đây là một chút xíu bột ngọt. Là 3 muỗng nước ấm nha. Hôm nay Quỳnh làm theo tỷ lệ là 1, 2, 3 nha. 1 nước mắm, 2 đường, 3 nước nha. Mình cho phần đường với phần nước vô trước. Mình quậy lên. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào là 1 muỗng nước mắm. Tiếp phần chanh vô luôn. Sau đó thì mình cho cái phần tỏi ớt vào nha mọi người. Tỏi ớt thì mình cho vô tùy thích nha. Là Quỳnh đã ra được một chén nước mắm chua ngọt. Để hôm nay là mình ăn với cái hải sản mà hôm nay mình nướng nha. Đó, Quỳnh có được cái chén nước mắm chua ngọt rất là ngon và đậm vị luôn. Cá hồi hôm nay Quỳnh mua cái miếng này là nó có trọng lượng là 458g nha mọi người. Bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ lấy nó ra luôn. Mình cắt nó ra nha. Rồi, mình cho miếng cá hồi ra nha. Nhìn rất là ngon mọi người ơi. Tươi rồi rối luôn. Quá xuất sắc luôn, nguyên miếng luôn. Cắt một miếng khoảng khoảng vậy là được rồi nha mọi người. Không cần cắt dày quá đâu.
Đây thì mình làm miếng dầu hành luôn, mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê đường. Rồi Sa xin chào cô chú đi. Xin chào cô cháu, xin chào các bạn, xin chào là anh nha. Rồi ăn nha. Rồi con ăn nha, nói đi. Dạ con ăn nha, cô chú các bạn ăn với con. Cô cháu các bạn ăn với con nha. Cô chú các bạn ăn với con nha. Má sổ mũi quá đi nè. Nè, chùi cái mũi trước đi. Nè mày để cho con cái khăn nè. Chùi cái mũi đi. Quá xong. Trời đất ơi cô chú các bạn ơi, tội nghiệp nó quá cô chú các bạn, nó hỉ hết trơn hết trọi luôn. Rồi. Thì mọi người ơi, cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Trời ơi, lâu lắm rồi mới làm lại một mâm ăn đó mọi người. Rất là nhức nách luôn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ ăn tới là tôm trước nha. Hôm nay thì là Hảo Quỳnh ăn có thêm là sashimi nữa. Cho nên là chút nữa ăn sashimi thì mình sẽ pha nước chấm sau nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ tranh thủ. Quỳnh để cái chén nước chấm lên, để dừa. Để dừa cái nước chấm mọi người. Để dưới thì mọi người sẽ không thấy. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt vỏ tôm nha. Tôm ngon mọi người. Đáng lẽ là tôm á, với lại là hả con ốc á là mình đem đi, mình đi hấp với xả đó. Mà mình nói thôi lỡ á, mình nướng rồi, lỡ mình bỏ là mình nướng rồi, cho nên bây giờ mình mở mình nướng luôn mọi người. Hồi nãy tại cũng ít quá đi. Mình làm món đây đây. この 今食べてるものは何でしょうか? 何でしょうか? 正解はうなぎです. Nó hỏi mọi người có biết nó ăn cái gì không? Sao nói đi cô chú các bạn biết sao ăn gì không? Sao ăn gì? Sao ăn lươn nướng. Cái đó gọi là lươn nướng. Rồi mình ăn tôm nha mọi người. Chớp nó cay. Nước. Mà mình phải công nhận. Nước. Đây. Nước cột. Từ từ. Mình phải công nhận. Tôm để nguyên. Ăn rất là ngọt mà. Rất là thích luôn. Mà hôm nay á là bởi vì mua mỗi thứ ít cho mọi người, những cái mắm nó xâm tụ á. Mua nhiều quá là một loại ăn mới hết. Với lại nó ngán, Quỳnh thích ăn một mâm tùm lum tùm la mà. Cái tôm này hồi nãy mình nhìn thấy bự ra nha. Đến lúc mà mình làm ăn xong nó nhỏ xíu à. Nó không còn được như lúc đầu nữa mọi người. Tôm làm lên xong công việc nó hao thiệt. Chỉ có con tôm hùm á. Tôm hùm nhưng mà là mình nướng là nó cũng nhỏ xíu mọi người, chả dính à. Cái thịt nó kìa, nó chắc mọi người. Nó dính thẳng vô cái cây luôn mà nó không ra luôn mọi người. Nó chắc thịt à. Unagi to omnaji. Thế hả? Sao? Unagi ngon hay sao? Ari ga hobo omnaji. Ảnh là ảnh thích ăn với cái món này nha mọi người. Bởi vậy hôm nay trúng được cái món khoái khẩu của ảnh là ảnh mê lông nha mọi người. Trời ơi con xà lông nè mọi người ơi. Bự khủng khiếp không? Ở những nó bự ghê. Trời ơi đi lấy cái nĩa mất. Lấy mà không nhìn nè mọi người. Đó, rưới lên ít nha. Trời ơi. Lâu lắm rồi mới ăn xà lông của Nhật nha. Trời ơi, múc một cái nè mọi người là hết một muỗng luôn nè. Nihon no ryōri mo dō ryōhō kangaete tsukutte ra. Lắm bên Việt Nam mình á, nhỏ xíu mà. My name is Funamoto Shigeru.
Nice to meet you. Hôm nay lên giới thiệu tiếng Anh mà. Ở trong trường cô có dạy cho thấy tiếng Anh không? Ừ. Có hả? Một con rồi biết không? Nó bự quá. Bởi vậy bỏ vô miệng nhai nó hơi bị dai vậy mà. Tiếp đến mình ăn tới ốc này là ốc sắn của Nhật nha mọi người. Rồi con ốc này không nhìn nó mắc cơ mọi người. Một ký là 4 lại. Bây giờ cần cái nĩa thì lấy chút cái muỗng mọi người. Bầu Quỳnh này chén bia á. Tại vì để chứ cái bàn họ lúc mà lấy không để ý nha mọi người. 1 ký là 4 cm rưỡi 5 cm là tính ra 1 ký, ở bên Nhật là tính ra là cả triệu, mà 1 ký chỉ được có vài con thì cái vỏ rất là nặng nha. Trời nó rất là ngọt mọi người. Cái vỏ rất là nặng cho nên 1 ký chứ có bao nhiêu ít con lắm. Khoảng hôm nay là mua con nhỏ đó nha. Nếu mà con lớn á là 1 ký chứ khoảng cần 4 con là cùng mọi người. Thôi. Muốn chảy nước không? Vừa đi chợ về xong nha mọi người, là mưa ầm đùng luôn. Vừa chạy ra ngoài hái được cái bông hồng vô để, tại vì mọi người biết để vài bữa nữa tàn uổng mà. Không có bông màu vàng để lên được, chạy ra hái bông hồng đến luôn. Thỉnh ngọt. Với lại ốc của Nhật á, hầu như nó sạch mà ốc biển. Ốc mà thường thường mà có dưới sông á thì nó nhiều bùn, còn phải ngâm nha. Còn ốc biển mình thấy những tâm mua về cái người ta mở ra người ta làm luôn mà. Chú chứ không biết mới qua Nhật mọi người, còn đem về ngâm tùm lum tùm la. Xong sao á đi qua nhà má chồng mình á, má chồng mình nói ủa làm chi vậy? Đây là con lưu là thác của tôi khai mì tài nó tổ. Ừ, sang với mẹ không? Nên cái sugar gà mì tài nó tổ. Sang với mẹ không? À tổ là sa mồn tổ, à tổ là khai mì tài. Ừ, ăn miếng tổ cơm nha. Thì dư liều gì đó. Nè, cái đó. Chứ trong đây sang được cái gì? Ê, có mê tổ. Là gì? Nó chỉ ăn cơm với lại con lươn nướng thôi mọi người. Nó không ăn hải sản này. Nó đi vô tiệm sushi roll nha mọi người. Là nó vô trong đó nó kêu mì, khoai tây chiên với gà chiên nó ăn không à. Cái tiệm sushi roll hay còn gọi ở Nhật đó là cái tiệm đó là tiệm sushi chấm yên nha mọi người. Mà tại sao nó lại bán mấy món kèm kèm ở ngoài, là bởi vì là ba mẹ vô chậm á, hay dắt mấy đứa nhỏ vô. Sushi roll nó không có như mà hamas sushi とかカッパとかいっぱいあります. Cho nên ta hay bán mấy món kèm cho nít ăn mà. Nó thích ăn quán đó là bởi vì á, trong đó có thể kêu được nhiều món của nít nha mọi người. Khoai tây chiên, mì, rồi kem, rồi hả, mấy cái bánh giòn giòn chiên nữa. Vô đó là không bao giờ thấy nó ăn một miếng sushi nào. Cho dù mình đã kêu ăn rất nhiều lần nha. Thất cột. Ngon ngon. Trời ơi. Cái con ở Nhật cái bự vậy nè mọi người. Bởi vậy nướng lên mới còn được vậy nha. Chứ mà Quỳnh hôm nay mà Quỳnh mua chúng con nhỏ là coi như mở lên là coi như không còn gì để ăn nha mọi người. Mà mọi người biết Quỳnh mua con này hồi sáng người ta bán nhiêu? 900 yên một con nha. Là gần tới 200 ngàn một con mọi người. Mà anh xã Quỳnh nói Quỳnh sang quá. Tại vì á, thường thường những con bự vậy á, người ta về người ta mở ra người ta ăn sống mà. Con Quỳnh Quỳnh mở ra Quỳnh nướng. Ui, xin chào cô chú ơi. Mấy bài cô chú ơi. Tại sao mẹ nói? Mẹ nói lộn. Mấy bài cô chú. Không, xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Nó biết Quỳnh còn nhái lại nữa mọi người. Bây giờ nó lớn nó nhái lại Quỳnh mọi người. Nó biết Quỳnh nó lộn nhưng mà nó vậy mọi người. Dễ sợ chưa? Nó ăn cực kỳ nhanh nha mọi người. Nó ăn như ba nó luôn á.
Mà trong khi đó Quỳnh múc cơm lên cho nó nha. Cơm nóng hổi luôn rồi. Mà nó ăn nhanh ơi là nhanh luôn. Một con bạch tuộc nữa. Ủa một con hàu nướng đớp ba lần chưa hết mà ăn vậy mới đã. Ăn vậy một con thì giống như ở bên Việt Nam mình ăn ba con. Siêu ngon, siêu béo luôn mọi người. Nước chấm thì chua chua ngọt ngọt. Đậu phộng hành phi giòn, giòn với lại hành phi mỡ hành nó thì hơi hơi béo nữa, cho ăn ăn phê. Quá sáng ngon. Mình chuẩn bị đây cái chén luôn nha mọi người, để mình chấm với lại cá hồi nha và bạch tuộc. Tại vì bạch tuộc này á mà mình đem đi nướng hay là cái gì nữa là nó rất là dai nha mọi người. Còn nếu mà có nướng thì phải nướng rất là ít thời gian luôn. Rồi cho một chút xíu là wasabi vào. Rồi xong sẽ có 7 đời đây. Cay nhiều lắm, nồng nó cay mọi người. Rồi bây giờ sẵn tiện đang ăn bóc quá cho nên ăn bóc luôn nha mọi người, ăn bóc luôn cho tiện nha. Rồi cho luôn vô luôn mọi người, ít thôi để nó mặn. Cá hồi nó tươi. Bẻo Quỳnh á, đặc biệt thích cá hồi mà. Hồi xưa á, hả, lúc còn ở Việt Nam á, nhớ là mỗi lần đi vô siêu thị với má Quỳnh á, là cá hồi phi lê bán mắc nha mọi người. Bởi vậy á, nói với Quỳnh á, mua cá hồi phi lê về mà nấu canh chua chịu không nổi mọi người. Cái chuyển qua mua cái đầu cá hồi nha, trời ơi, cái đầu cá hồi nấu giờ nhức nách luôn mọi người. Cái đầu nấu không bỏ gì luôn, sụn không à. Mà ở Nhật người ta đâu có ăn đậu đâu, ta bỏ hết mà. Đậu Quỳnh không biết mấy đậu đi đâu mà không thấy siêu thị bán luôn. Quá ngon. Cái ốc nha. Trời, nó bự mà. Trời, cái lưới ngọt. Lỡ nó dính là hầm, để mình cắn luôn. Đúng rồi, cái lỗ. Ốc để ngon á. Mình mua về cái mình lễ ra mà. Mình xào ra muống mà. Trời ơi, cũng được gọi là thuộc hàng là phê cô đơn. Bự ghê mà. Biết chắc thế nào không ăn không hết mọi người. Trường cắt khúc khúc mà nè.
Nó giòn thực thực ngon. Ở ngoài giòn chảy. Ở trong thì mềm. Thích nhất là mỗi lần ăn cái khúc này mình cắn nữa. Bởi vì sáng lúc mà mua làm sao nói á, nó kêu mua tà cô để làm bánh tà cô yaki mà ạ. No quá mọi người, ngưng nha. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.